Rồi chào anh em, nay có khách vào lửa máy nha anh em. Rồi chào anh em nha, thì em mới vừa xong hợp đồng một cái máy về Bình Định nha anh em. Đây, bây giờ sẽ chụp hình khách nha. Rồi, chụp hình khách nha anh em. Đây, 70G ở đây, chiếc này còn rất là ok luôn, đẹp luôn. À mà chưa lợp hết luôn nha. Máy chạy ra là nha anh em, máy này ok lắm nha, chân cản rồi còn đẹp ok luôn. Cái này đời 2021 rồi. Máy giờ em chuẩn bị làm bảo dưỡng nha, để em quay sơ sơ cái máy cho anh em xem. Máy thì còn rất là ok luôn, đời cao, các chi tiết rồi còn đẹp lắm, xích là như mới luôn ha. Đây, chị này là em giao chị 380 thôi nha, có bảo dưỡng vận chuyển đầy đủ hết luôn. Rồi hôm nay thì em bắt đầu lên bồn cái máy này nha. Máy này còn đẹp lắm, thì Bình Định cái chi tiết về còn mới lắm nha anh em. Rồi hôm nay máy này em cũng lên bồn xong hết rồi nha, giờ chỉ có là một số thứ đó là mai có thể lên xe luôn. Đây, tại con đang là không đụng con nào luôn nha anh em, đang nguyên si luôn á. Rồi máy gì Bình Định nha anh em, giờ cũng đã xong hết trơn rồi, chỉ có lắp hàm nữa ha. Rồi máy 70 Bình Định đã xong tất cả, thì em đang hoàn tất các công đoạn cuối cùng, chuẩn bị lên xe luôn nha. Đây, máy rất là ok luôn, để em nhóm lên tới xíu nữa. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặp cho khách xem á, mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC 70G, DC 70 thường, đủ loại, tất cả đều là máy nhập hết ha. Phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC 70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhưng mà máy mình có để sẵn á, anh em cứ thích thì đến test máy à, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha.
thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây anh, đây cho anh em dễ nhận diện nha.